phòng cái máy bay đi qua khu vực chỉ dao động. Đây là chuyến bay cùng tất cả các bộ máy bay được các thiết bị và khoang hàng ở trong phòng. Sau đây chúng tôi sẽ làm hạn phục vụ với các máy hàng trên chuyến bay số 801 và qua nút đèn với các lòng tham cảm tình đơn với các hàng quán nằm trong đường dây phía xưa. Xin quý khách quý trên máy bay cùng một thế giới theo yêu cầu. Các bộ lòng liên hệ với TV để được hỗ trợ. Cảm ơn.